Rồi, AC Bơ là trận chung kết trong trận đấu thứ ba. Và vừa nói chưa ra con AC nào thì trận này được cầm con AC cho game thủ Hoàng Minh Nhi và Persian của Hè Hè. Đây là bãi quả đầu. Một bãi quả mấy cây đây? 2, 4, 6, 7, không, 6 thôi. Có cả 6. Thế nhà đang nằm khỉnh góc 3 giờ. Và các anh Đào Lâm nhá, và các anh Đào Lâm có thể chia sẻ cho Hoàng Minh Nhi một like, một chia sẻ thôi được. Chúc anh ngon miệng. Đây là bầy hươu đầu, một bầy hươu đang rất xa. Chào anh Nguyễn Đào Ngọc Thắng nhé, Đào Ngọc Thắng. Rừng thì hiện tại đã có một cánh rừng thông khá đẹp ở dưới hướng lên hướng 6 giờ. Nhưng đồ lột về, tôi cần những đồ lột về để lên đời, cần một con pơ này cơ. Bằng đôi sư tử, rất may một tình huống để ý từ cái rủ Hoàng Anh Nhi tách được chốt. Tỷ số thì đang là 2-2 trong trận đấu thứ 3 này. Rồi em đây Minh Đức ơi. Bên anh Minh Đức có điều gì muốn hỏi nhỉ? Vâng, nhà đang nuôi rất nhiều sư tử. Hiện tại thấy 3 con sư tử quanh nhà. Một chiếc ghép sẽ ăn vườn gỗ và vườn hiêu luôn. Thêm sư tử nữa, đáng thế. Vâng, tỷ số là 2-2 mà anh em. Cập nhật tỷ số rồi. Chắc nó còn đi đây mất khoảng tầm mấy giây cho anh em thôi. Em nhìn trên livestream là đã chỉnh tỷ số rồi. Vâng, cái bài ấy chìm nó đến 5 con sư tử quanh nhà chính. Vâng, nhà không có gì, toàn sư tử, ngoài sư tử ra cả. Giá mà 5 con sư tử này biến thành 5 con voi thì là mắc binh. Voi thì cũng xa, voi cũng toàn voi xa thôi, nếu một voi. Một chiếc rét nữa nhân đôi, vừa ăn nhiều nghĩa là vừa ăn rừng được. Một cái bài mà tôi đang chưa nhìn ra một cái thế nào để họ như thế cơ cấu nhà được cả. Cái bãi quả, vâng, bãi quả nó cũng rách, quả phụ. Bài theo đủ đồ lên đời rồi, nhưng bãi quả là siêu siêu rách. Vâng, đứng bước vào dưới chung kết lại bài nó cảm giác nó khê khê. Ra 45 vâng, nhưng gần ngay nhà của Hè. Không có tình huống này, Hoàng Minh Nhi đang vẩy chiếc E trước rồi. Chắc là anh vẫn đen bỏ thôi. Thì đen bỏ được. Thực ra tình huống này thì Hoàng Minh Nhi đang vẩy chiếc E trước, chứ không phải là mình dò giấy dân của họ để mình ken E không cho họ ăn. BB luôn. Rồi, khỏi phải ăn. Tình huống mà Hoàng Minh Nhi chơi tình huống này cũng khá là fair play. Khi mà không phải là mình nhìn thấy dân họ mình mới ken E, mà mình không nhìn thấy dân họ mình đã vẩy chiếc E trước rồi. Vâng, Hè vẫn đang muốn đóng cái BG để ăn cái bãi quả đấy. Nhà gì toàn sư tử thế này, đi đậu cái đôi sư tử đứng cùng nhau. Nhà Hè trên này khả năng nằm ở góc 6 giờ. 6 giờ.
Đây là bầy hươu, mày quá sẽ dò phát hiện ra bầy hươu. Điệp lô ăn được bầy hươu này. Đây là một loại quả nữa rồi. Bạn này đánh cái gì đây? Cung hay chém anh ơi? Vẫn nóng 2B thôi. Chúng em vào gỗ nào. Bằng con tên đây, ông này ông đánh cả. Bằng là rất khó chịu từ ông hè hè này, ông đánh cùng à. Bằng khoai thật. Vâng, anh Trung Hiếu lại bảo em lại bảo thua do bình luận viên bình luận đen. Hôm trước anh em vừa bình luận cho anh Bách làm 4C xong. Hôm qua cũng làm 4C. Bototi làm cũng làm 4C. Cái khả năng hôm nay là do em đen thật. Em cứ vào chung kết là thua. Không hiểu sao. Hè đời trước hòa mình rất nhiều. Một tình huống hè đánh thằng Cung A hài áo của Persia. Đồ ăn toàn đồ ăn xa. Thưa cái tình huống mà Hoàng Minh Nhi đen trước BE là rất là fair play. Nếu mà là em còn lâu mới đen được cái tình huống đấy. Tại vì tình huống đấy là mình không nhìn thấy nhà họ đấy. Chứ phải là tình huống đấy mình nhìn thấy nhà họ. Thì mình nhìn thấy dân họ đấy thì mình có thể mình thì bắt buộc mình phải đem vào chiếc BE đấy do tình huống là mình không cho ăn quả. Nhưng mà tình huống đấy là mình nhìn thấy không nhìn thấy gì cả và mình đen này chuyện bình thường thôi, mình xây chuyện bình thường thôi. Bao nhiêu cũng chỉ tính một bài MC vào đấy để không cho con giò đi qua. Chắc chắn là anh hỏi nhìn nghĩ trong em là xây cái E đấy để không cho giò đi qua thôi. Để có thể mình có thể bố chọn bãi quả đấy. Cùng ngang một áo đang đẩy đi. Và đang đẩy mấy ông ngang một áo thôi. Cùng là sẽ lên đến nhà mình thì chắc mình có cùng ngờ. Lực ăn hoàng của anh Bách thì vẫn đang rất là khá là ổn. Nhưng mà trong kia vẫn còn đôi vòi. Hè vẫn đang bú bãi quả rất chật lực. Không như đúng cái khủng ăn hoàng mình lại đỏ thế nhở. Không thèm đi vào nhà mình luôn mà đi thẳng lên chỗ ăn hoàng. Dĩ thật. À con xe giò phát hiện ra. Con xe giò nãy của họ để lên đây. Cụt luôn không anh? Cụt thôi. Có 4 cung à thôi. À không, chỉ có 4, 6 con cung à đang đẩy lên đây. Tôi muốn đẩy ra. Ở đây trổ vụt luôn. Điều cũng là thật khéo nè. Hay là muốn hit end jump. Hay là muốn điều, điều cũng là rất hay. Tình huống vẫn chưa chết cung lừa nào. Và hay là bỏ mạng cũng 3 con cung à, 4 cung à rồi. Đẩy đi luôn hay là sẽ đứng thủ ở nhà là quyết định của cái thủ Hoàng Mai Nhi. Còn chỗ kia có con tê. Con tê vẫn đang sống mà giết nó luôn. Chỗ đấy của anh ta dần hít máu mà. Vẫn có dần hít máu rồi. Còn chỗ kia là có cái dân ăn hoang kìa, cái gì kìa, hay he kìa. He một bài đánh cung, cứ hình như cũng được qua đi ăn hoang. Đi từ he he thôi. Tầm này thì he sẽ không để cung nữa và sẽ đứng ở nhà thủ. Cần phải tìm được các dân không gắn hoàng với he để có thể bắn vào. Dân Persian là dân không bánh xe. Ăn hoàng đôi voi chỗ này, bảo sao lực khỏe. Có bãi quả nhưng he không ăn. Thì nếu mình có thể chạy được ăn hoàng đây rồi, bắt được mấy con dân đi ăn hoàng với đủ he, 5 con dân này sẽ nằm xuống. Vâng, vác dân được cung đờ khi mà biết cung đờ là không không có giáp cũng như là dân mình không bánh xe không thể chạy được nữa rồi. Hit E anh ơi, xe liên tục vào, cùng nào đang đối thủ thật toàn tập ở nhà. Bắn đốt hàng con dân ăn quả chỗ kia không? Cứ còn dân bãi quả nhưng nó vẫn đang bú. Còn ở nhà thì đang bị hàng cung A đẩy lên đây. Cung R sẽ về xử lý đốt mấy cung A này. Kích chặt cung A sớm để có thể lấy lợi thế với tầm xa cũng như là phát triển ở châu hơn. Bắt được sao cung A lẻ. Vẫn còn con nữa đang đi vào ruộng. Và cuộc công hàm hôm nay cũng đứng về E để bắt dân của mình. Ừ.
Thế nhà như là cái đường đi sang nhà hè cũng rất là khó. Rất khó để đi sang nhà hè được. Bài này thì họ sẽ vừa vắt dân cũng như vừa vắt quân đều. Tránh trạng là họ sẽ để một tên to lên nhà mình. Họ có thể ra một tên dân. Trận của hai đã có rồi. Nhưng vừa này phải đi vòng. Hè bao chuyển sang một hai con lạc đà để có thể đi đà. Và còn con xe giò vứt lên trên 12 giờ không anh. Đây một tên người họ nghĩ là muốn di vào tên này. Cùng là đứng khá đông ở nhà. 31 dần và tham lai đang bị đi rất nhiều. Khiến cung A nở ra nhanh hơn cung R. Mặc dù mình và cung là tuyển nhưng mà số lượng họ đang đông hơn. Còn nếu mà số lượng là như nhau thì em nghĩ là cung R hoàn toàn cũng ở trên. Cung R mình là điều là dễ hơn. Và cũng như là mình là một loại cung R tuyển của AC An. Cái đường sang nhà ông hè này cũng lòng vòng thật. Hè thì vẫn đang hình như áo mình bất động. Chưa đi công đến từ hè hè. Một tấn cung đi vòng đến từ cái thủ hoàng anh nhỉ. Họ đang đứng ra đoán bắt đường đi quân của cái thủ hoàng anh nhỉ. Cái đường đi công vào nhà hè rất khó góc 3 giờ. À 6 giờ cực rộng. Tạm thời đứng đốt bé đã. Cầm phải soi tham dân liên tục xem họ có ra dân chân lực không. Tránh trang họ lại ra dân chân lực của họ nhảy 4. Và hè là muốn đi một tấn công lên nhà của Hoàng Anh nhỉ. Kéo tấn công này về bắt được. Là ngon. Thế thì vẫn đang chỉ là dàn quân trước cửa thôi. Vâng, sau lượt chém lạc đà đi thì quấy. Ghê thật, ông này lắm bài thật. Cung ngài đứng nhà thủ và sau lượt chém lạc đà đi thì quấy. Và không đường ra cái con lạc đà này, không vẫn đường ra này. Và hai thủ cũng về rất hay từ khoảng một nhìn bắt những con lạc đà này, một cái thủ hè hè. Bắt được con lạc đà. Rất tỉ mỉ. Ăn hoa thì bãi quả, nữa thì ra nhiều dân hơn. Anh Bách xoay tham cho nó ra nhiều dân không anh Bách ơi? Đang lo sợ một bài mà hè 42 dân rồi, 42 dân 2.000 vàng. Tham gia nếu khi nào họ trứng xuống phát là mình sẽ phải đi ốp luôn. Chắc chắn họ sẽ nhảy 4 với kiểu mà con Berserk rất khó đẩy con AC. Giáp 4 làm gì anh em nhờ? Anh em bảo giáp 4, không hiểu giáp 4 làm gì. Không, họ không nhiều có chém đâu, họ không nhiều chém mà. Họ đánh cung A. Cái thế đi ốp mình cũng không phải thế rằng con mắc binh của Hoàng Anh Nhi cho lắm. Cái đường đi nó rất là lòng vòng. Đây rồi. Nhưng mà kiếm thủ màu 6 hay là muốn cầm một tên to lên đây. Nhưng mà tên này thì họ nhìn đang bắt được dân ăn vàng kiếm thủ hay hay. Bắt được những con dân đang định khai thác vàng. Vàng đạo tặc, à, vàng tặc đây rồi. Và Hoàng Anh Nhi đang quyết định là đổi nhà. Và mấy thế đổi nhà cũng được. Nhưng mà hè đang đi rất đông quân lên đây. Vậy em rồi. Anh ở nhà vẫn đang rất đông quân. Đây trổ không anh? Đây trổ vào. Bắt cho hè phải kéo quân quân to kia về. Hè đang vẫn đi công lên. Để tên quân đây trổ trên nhà. Đến cung Nga này đứng vậy em bắt cung người mình. Anh hè đang kéo một quân to về. Hè đang vẫn chèn được. Giật thôi. Nhà thì ruộng chính là bị công vào. Tham Lai đang giữ nắm mốt hè tầm này đang yếu vàng. Mới đang yếu vàng. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Đồng cố đang rất nhiều. Không thể bùng các cơ sở mới làm ăn được. Bắt những cung ai đi công này đi. Quả wow, bãi vàng. Nhà hè nhưng cũng chỉ có một bãi vàng trong nhà thôi. Bãi vàng kia là bãi vàng bên ngoài.
cầm cái quang vàng thật gắt. Anh bay cầm để đánh với cái điểm yếu đấy. Và điểm yếu khi nông dân Persian là nông dân không bánh xe và di chuyển ăn vàng rất là khó. Xoay thang nào anh. Ơ không không không, đòn đồ to lắm. Đồn rất to đến từ thủ hay là ốp lên nhà của cái thủ Hoàng Mai gì. Tôi một cái tính khoảng tầm hơn 2 cái công hòa của cơ xe đang đẩy đây. Không ngờ mình nhà không quá đông. Họ là một xô tạm lên mặt nhà mẹ. Mặc dù là mình đang đứng dốc nhưng mà họ đông hơn. Nghe không biết đang đẩy quân đâu. Chỗ này mới chỉ có một kích thôi. Và phần đằng sau nữa. Cái này họ mới như một điều được kéo. Để chơi cái tên tấn công này. Sóc quân đều nữa. Điều kéo sóc quân đều. Tạm thời thì phải lui trước cái mặt nhà này. Nhưng mà quân họ đang áp đảo được. Phải đợi thêm tên mới. Điều thật kéo này. Dựa chính là mình đang bắn vào anh nha. Tiếp tục điều. Con như he có tên bổ sung, một tên to bổ sung tên he he. Trang bài là 31 thôi. Và khoái thế nhờ. Và cứ đến chung kết thì map lại tịt. Cày thật.